Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Bình Long 67, giải 8 Bình Dương 89, giải 8 Trà Vinh 30, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Vĩnh Long 024639, giải đặc biệt Bình Dương 688717, giải đặc biệt Trà Vinh 789298. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.